Sau nhiều ngày bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại chợ Thành, Diên Khánh, đến sáng 10 tháng 11, cả huyện Diên Khánh đã tăng thêm tổng cộng 95 ca F0 trong vòng 10 ngày qua kể từ ngày 1 tháng 11. Trong đó, có tới 80 ca F0 mới trong cộng đồng tại nhiều xã, phường của huyện Diên Khánh và nhiều F0 còn lại phát hiện khi cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khu dân cư. Cho đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa nhận vẫn chưa xác định rõ nguồn lây, dẫn tới nguy cơ dịch có thể phức tạp trong thời gian tới ở huyện Diên Khánh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh Nguyễn Văn Gẫm và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khánh Hòa, phần lớn các ca F0 mới là xuất phát từ ổ dịch tại chợ Thành Diên Khánh và tập trung nhiều nhất ở thị trấn huyện này. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kể từ 15 giờ đến 22 giờ tối nay, 10 tháng 11, toàn bộ người dân đang sinh sống, lưu trú, làm việc tại huyện Diên Khánh không ra khỏi nhà để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với 100% hộ dân trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ Thành. Các chợ khác trên địa bàn huyện Diên Khánh chỉ bán các mặt hàng thiết yếu cho đến khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, hoạt động tập trung đông người tại huyện Diên Khánh cũng phải tạm dừng.